trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người, bay lên cao, bay lên cao như con cao. Bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng phớ phàng, thoát xa là thênh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngày ánh sáng hồng màu tím vàng, cuộc quên bao nhiêu thứ, quên đi những lo gì. Vui lên đi thôi, vui lên đây, vui lên lần nữa đi. Lúc ly trong đầu, ta bay lên bên em thuộc muôn màu, ước muốn đang chờ dùng từ trong chiếc bao. Xin cảm ơn một phần trình diễn rất tuyệt vời, thưa quý vị, siêu mẫu Lê Trung Hương và ca sĩ Khánh Ngọc và vũ đoàn ABC. À, các bạn hóa trang rất là đẹp và ngày hôm nay rõ ràng là họ đã mở đầu rất là sôi động, đã kết hợp hai ca khúc phải nói là đỉnh cao của hai ngôi sao ca nhạc của Việt Nam, đó là Xin Hãy Thứ Tha của Hồ Ngọc Hà và Bay của Thu Minh. Và hiện nay riêng ca khúc Bay thì Thành thấy là ca sĩ Thu Minh và ông xã cũng đang ngồi dưới và vỗ tay cổ vũ các bạn rất là nhiều. Và rất là đặc biệt ở một chỗ là giám khảo khách mời ngày hôm nay cũng chính là tác giả của ca khúc Bay này. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hải Phòng cho biết ý kiến. Chào Khánh Ngọc và Lê Trung, Trung Cương. Thì tôi thực sự rất là bất ngờ. Đầu tiên là hôm nay thực sự tôi rất là may mắn. Có thể không chưa biết là có may mắn hơn hai người nhạc sĩ đây không, nhưng mà chắc chắn là may mắn hơn anh Lê Hoàng, tại vì anh Lê Hoàng sẽ không có bài hát nào xuất hiện ở đây hết á mà tôi có. Mà dĩ nhiên mà tôi gặp may như vậy thì hai bạn là tiết mục đầu tiên hai bạn chắc chắn cũng sẽ gặp may, bởi vì cái tiết mục này tôi rất là thích cái đoạn đầu. Cái đoạn đầu bạn làm cho tôi không nghĩ đó là bài Bay. Tôi hơi bị bất ngờ vì nó quá là nhẹ nhàng như vậy, mà về sau thì nó rất là cao trào. Dĩ nhiên nó vẫn có một số cái điểm mà đặc thù của dance các bạn cần phải hiểu rõ nữa, nhưng mà đối với tôi thì cái việc mà khán giả hưởng ứng các bạn như thế này là quá là một tiết mục rất là hay. Chắc chắn bạn có điểm cao. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hải Phòng. Và xin mời anh Lê Hoàng, anh nghĩ sao nếu anh không có tác phẩm?
À, thực sự ra mà thế này này, không có nhạc trên sân khấu thôi, nhưng mà Thành nghĩ là tác phẩm của Lê Hoàng sẽ xuyên suốt đêm nay, bởi vì đêm nay nhiều trai nhảy lắm. Đúng không ạ? Cảm ơn Trấn Thành. Về cái bài này thì đầu tiên tôi phải cực kỳ khen ngợi cái phần phục trang của các bạn cũng như phần hóa trang rất là đẹp. Và tôi không ngờ rằng là nhất là bạn Cương có thể làm cái nhân vật trong phim Avatar mà nó giống như thế. đến mức độ mà nghĩa là khi mà nhìn thấy cái đuôi của bạn thì anh Lê Minh Sơn có vẻ như là không còn tiếc gì lấy cái đuôi trong tóc mình nữa. Anh Lê Hoàng, cái đuôi đấy là nó mọc cũng là ở cái đầu nhưng mà từ phần dưới lên. Còn cái đuôi của tôi là từ phần trên xuống. Còn về cái phần hát ấy thì thật ra thế này, tôi nói thật là tôi hơi tiếc, tôi chờ là bạn bay cao lắm cơ. Nhưng mà khi mà các bạn đơn ca đó thì các bạn bay khá cao, nhưng mà khi các bạn song ca thì các bạn lại hơi bay là. Nghĩa là bay thì có nhiều kiểu đúng không? Thành ra là đáng nghe cái phần song ca thì hai người phải cất lên, thì tôi có cảm giác người nọ lại kìm người kia. Thành ra là lúc nghe, cái lúc mà hai người hòa vào nhau thì tôi thấy nó không được, gọi là nó không được bốc lắm. Cái đấy là sự thật. Xin cảm ơn anh Lê Hoàng. Và vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chỉ mời hai giám khảo nhận xét thôi. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dù cho anh Lê Hoàng nói là các bạn bay là hay là bay vất vưởng gì đi chăng nữa, mà miễn là các bạn đáp cánh an toàn là mừng lắm rồi. Và xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lê Trung Cương và Khánh Ngọc, cặp đôi đầu tiên mở đầu chương trình hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, nếu như chúng ta yêu mến họ, hãy nhớ cặp mã số này là mã số 08. Chúng ta hãy nhớ mã số của cặp đôi này. Và 15 phút cuối chương trình, tổng đài sẽ được mở ra. Lúc đó quý vị sẽ tha hồ bình chọn cho những cặp đôi mà quý vị yêu thích. Đêm nay chúng tôi sẽ cộng lại điểm quy đổi của giám khảo và điểm quy đổi từ khán giả bình chọn. Cộng lại chúng ta sẽ có được điểm tổng số của đêm thi tuần thi thứ 5 với chủ đề Dance và Hip Hop ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời Vy Oanh. Đầu tiên